Bởi lần đầu em đến quê anh đưa em thăm phố yên lành. Con tum nhỏ bởi lòng thương nhỏ, chậm chậm thôi vội bước chi nhanh. Em thấy không phố bốn bề xanh, rừng dây quanh, núi cũng dây quanh. Đất vẫn xuôi mà sông chảy ngược, con nước trôi về phía thác gần. Thơ Tạ Văn Sĩ. Con Tum là tỉnh nằm ở phía bắc Tây Nguyên, nơi có ngã ba Đông Dương huyền thoại, với hệ thống đường bộ kết nối đi các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc huyện biên giới Ngọc Hồi có điều kiện thuận lợi để thúc đẩy du lịch phát triển, đặc biệt là loại hình du lịch caravan. Đây là loại hình du lịch đang ngày càng phổ biến, mở rộng của các tuyến du lịch Ngọc Hồi, Kon Tum, các tỉnh Tây Nguyên đến các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan, Đông Bắc Campuchia. Đến Kon Tum, du khách sẽ được thăm và sống trong không gian văn hóa độc đáo của làng đồng bào dân tộc thiểu số, ngắm những mái nhà rông cao vút, được dự những lễ hội văn hóa dân gian đầy màu sắc huyền bí và hấp dẫn. Du khách sẽ được đắm mình trong âm thanh mời gọi của tiếng cồng chiêng, của điệu xoang, của sắc phục truyền thống và của ché rượu cần mềm môi mang hương vị núi rừng và vô vàn những điều thú vị khác đang chờ bạn khám phá. Nếu Đà Nẵng có sông Hàn thơ mộng, thì Kon Tum có dòng sông Đắc Bơ La như một dải lụa mềm chảy uốn lượn ngang qua thành phố. Sông Đắc Bơ La không những đem lại nguồn nước và phù sa trù phú cho sản xuất nông nghiệp, mà còn là một trong những hành trình khám phá du lịch của mọi du khách gần xa khi đến với Kon Tum. Kon Tum là vùng đất lịch sử lâu đời, có tài nguyên du lịch phong phú đa dạng với nhiều cảnh quan thiên nhiên quyến rũ, những truyền thuyết văn hóa lịch sử đậm tính dân gian, và là vùng đất có truyền thống cách mạng kiên cường. Nhiều di tích lịch sử có giá trị xếp hạng cấp quốc gia như Ngục Đắc Lây, Ngục Kon Tum ghi dấu sự kiên cường bất khuất của người con trung kiên của đất nước. Di tích lịch sử chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh và ký ức mùa hè đỏ lửa vang dội năm 1972. Ngoài ra, đến với Kon Tum, du khách còn được chiêm ngưỡng, khám phá nhiều công trình kiến trúc văn hóa độc đáo. Tòa giám mục Kon Tum là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách kiến trúc phương Tây với lối kiến trúc truyền thống của các dân tộc tại chỗ. Tại đây có phòng truyền thống, được coi là một bảo tàng nhỏ về vật dụng sinh hoạt, nông cụ, vật thể văn hóa các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn. Nhà thờ gỗ Kon Tum tọa lạc giữa nội vi thành phố, được khởi công xây dựng từ năm 1913. Công trình được xây theo phương pháp thủ công, kết hợp giữa phong cách Roman và kiểu nhà sàn của người Ba Na. Cầu treo Con Cơ Lo nối liền hai bờ của dòng sông Đắc Bơ La, xung quanh là làng mạc và những bãi mía ruộng ngô đồng lúa. Bên cạnh cầu treo là nhà rông văn hóa Con Cơ Lo thuộc phường Thắng Lợi, được coi là một trong những nhà rông truyền thống lớn nhất Tây Nguyên. Làng văn hóa du lịch cộng đồng Con Cơ Tu của người dân tộc Ba Na cách trung tâm thành phố Kon Tum khoảng 8 km về phía đông. Làng vẫn giữ nguyên các lễ hội truyền thống, kiến trúc nhà sàn. Du khách sẽ đắm mình trong âm điệu cồng chiêng, hòa mình trong điệu xoang và sự hiền hòa mến khách của người dân nơi đây. Bảo tàng Kon Tum nằm cạnh đường Hồ Chí Minh, khái quát tiêu biểu về thiên nhiên và con người văn hóa các dân tộc tại chỗ tỉnh Kon Tum. Đặc biệt, với bộ sưu tập di chỉ khảo cổ học lung len, hé mở bức tranh toàn cảnh sinh động về cuộc sống của cư dân thời tiền sử Kon Tum và là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa lịch sử đấu tranh hào hùng của quân và dân Kon Tum trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của đất nước, Kon Tum di chuyển mình mạnh mẽ với cơ sở hạ tầng khang trang, nhiều nhà hàng khách sạn cao cấp cũng được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch của du khách trong và ngoài nước. Nằm ngay trung tâm thành phố Kon Tum, bên cạnh dòng sông Đắc Bơ La êm ả và thơ mộng, khách sạn Đông Dương với một điểm nhấn ấn tượng với tiêu chuẩn 3 sao, gồm 8 tầng với 63 phòng, được trang bị đầy đủ các tiện nghi sang trọng và cao cấp. Nội thất ấm cúng, trang nhã, cùng các dịch vụ phong phú chất lượng cao, sẵn sàng phục vụ quý khách.
Khách sạn Concolor là khách sạn thanh lịch yên bình, được thiết kế với kiến trúc độc đáo, gần gũi lối kiến trúc Tây Nguyên. Với khí hậu trong lành tươi mát, thuộc địa phận làng Concolor, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum. Chỉ mất 5 phút đi bộ từ khách sạn Concolor, quý khách có thể đến thăm nhà rông Concolor và cả chiếc cầu treo Concolor nổi tiếng. Du khách cũng có thể tham quan tượng đài chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh, thăm thị trấn Pleikon của ngã ba Đông Dương huyền thoại, dừng chân tại khách sạn BMC Ngọc Hồi, tọa lạc ngay trung tâm thị trấn. Khách sạn được xây dựng theo tiêu chuẩn 4 sao quốc tế, với 84 phòng nghỉ, cùng hệ thống hội trường và nhà hàng, được trang bị hiện đại, cao cấp và đồng bộ, sẽ mang đến cho quý khách sự sang trọng, lịch sự, tiện nghi và thoải mái nhất. Được thiên nhiên ưu đãi, những cảnh quan đẹp nên huyện Kon Plong đã xác định cho mình hướng đến phát triển du lịch sinh thái. Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen sở hữu nhiều cánh rừng già nguyên sinh với nét đẹp hoang sơ của một cao nguyên hùng vĩ, cùng với hệ động thực vật phong phú đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, hấp dẫn. Như khu du lịch sinh thái Hồ Đắc Ke với nhà rông bên hồ sẽ là một trải nghiệm khó quên cho những ai muốn tìm về thiên nhiên. Khu sinh thái Thác Pa Sĩ được tạo thành từ ba ngọn suối lớn. Những dòng nước từ trên cao đổ xuống, tung bọt trắng xóa như một bức tranh thủy mặc sống động giữa núi rừng Tây Nguyên. Làng du lịch cộng đồng Kon Pring, tượng đài chiến thắng Măng Đen, khu du lịch tâm linh đồi Đức Mẹ Măng Đen, chùa Khánh Lâm là một trong những ngôi chùa lớn nhất ở Kon Tum, là điểm đến du lịch tâm linh mà du khách không thể bỏ qua nếu có dịp đến với Măng Đen. Ngoài ra, với điều kiện tự nhiên, khí hậu ôn đới mát mẻ quanh năm đã khiến cho việc trồng các loại rau hoa quả xứ lạnh, nuôi các loài thủy sản quý hiếm như cá tầm, cá hồi ở đây rất thành công. Đến với Măng Đen, các sản phẩm ẩm thực mang hương vị đặc sản núi rừng, các món ăn nổi tiếng được tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận như cơm lam gà nướng, heo làng quay nguyên con, cá tầm, gỏi cá, tiêu rừng, măng nước khô, vân vân. Hay cùng bạn bè và người thân tận hưởng bầu không khí trong lành se lạnh, cùng nhâm nhi ly cà phê Kon Tum đậm đà, thưởng thức các loại rượu giang sim, hạt chuối rừng, sâm ngọc linh, hồng đẳng sâm, cốt toái bổ, hòa mình vào giữa những đồi thông ngút ngàn, hoặc đến với nhà hàng khách sạn Hoa Sim, Lan Rừng và vô số những điểm dừng chân lý tưởng mà chỉ khi đặt chân đến đây bạn mới cảm nhận hết được. Nhờ cảnh quan thiên nhiên đẹp, khí hậu trong lành nên sự đa dạng trong các sản phẩm du lịch cũng đã góp phần thúc đẩy cho sự phát triển của khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen ngày thêm phổ biến đến du khách gần xa. Kon Tum, vùng cao nguyên hùng vĩ thơ mộng với các sản phẩm du lịch văn hóa sinh thái độc đáo, mang đậm hương sắc của núi rừng Tây Nguyên. Hiện nay, chính quyền Kon Tum đang thực hiện chính sách thu hút đầu tư ưu đãi thông thoáng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho du khách và các nhà đầu tư đến với Kon Tum.